hiệu Kenwood. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, model là Kenwood SE7. Dàn này gồm có 2 thớt rời, amply và CD. Mặt amply và CD là phai nhôm, nó có 2 màu tương phản, thiết kế rất là đẹp. Đặc biệt, amply này đánh lát A cho chất lượng âm thanh rất là hay, nhất là các bác nghe nhạc không lời hay là nhạc vàng là rất chi tiết và rất là hay. Lo xin theo dàn Kenwood SE7, bát lõm, trép lõm. Bộ dàn này nghe rất hay, trong phòng nhỏ từ 15 cho tới 30 mét vuông, âm thanh rất là sáng, chi tiết. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của lo là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn là 57cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30 mét vuông. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth vào trong amply thì liên hệ em sẽ gắn Bluetooth và chuyển điện cho mình. Đương nhiên chất lượng Bluetooth gắn phía trong nó nghe sẽ bắt sóng xa hơn, nghe chuẩn hơn, chất lượng hơn so với các bác gắn Bluetooth phía ngoài. Em đã bật chế độ lát A. Mình có thể chọn lát A hoặc là tăng thêm super bass, siêu trầm, hai mức đều được hết nha. Amply này cho chất lượng âm thanh rất hay mà giá thành cực kỳ phù hợp với túi tiền, chỉ 2 triệu ngoài thôi. Mình đã sở hữu một bộ dàn Kenwood SE7 vừa hay vừa chất lượng âm thanh chi tiết. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 24 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xứ hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái remote học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Em vừa test một đoạn nhạc qua chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Tiếp theo mình sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD nha. Vậy là CD là áo ít kết nối điện thoại và chức năng radio AFM, tất cả đều hoạt động ok. Lưu ý giúp em, mình muốn nghe được radio thì mình phải cắm anten của Nhật vào dàn như vậy. Bên em có bán anten nha, các bác có nhu cầu mua anten để mình nghe radio cho tất cả các bộ dàn âm thanh nội địa Nhật thì liên hệ. Em sẽ báo giá và ship chung hàng cho mình nha. Trạm của lo là sắt bắp chuối, trạm amply cũng là sắt bắp chuối, có hỗ trợ nội sức ao để kết nối sức điện rời tăng dãy âm trầm, rất là nhiều mọi nghiền ao để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính. Từ Singapore với tỷ số 5. Công suất của lo là 80W trên cặp lo, tức là 40W một thùng. Công suất amply là 38W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Bây giờ em xin kết thúc clip, các bác càng mua hàng càng tư vấn vui lòng liên hệ 0931 008 099 giúp em. Trong hiệp 1, nhưng mà...